trong vật lý, quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều cảm nhận thời gian theo một hướng duy nhất, từ kỳ vọng mọi thứ sẽ diễn ra đến sự trải nghiệm và tất cả trở thành hồi ức, đây được gọi là thời gian tuyến tính. Và một số nhà vật lý tin rằng chúng ta cảm nhận có thời gian diễn ra vì cấu trúc thần kinh não bộ khiến cho chúng ta nghĩ như vậy. 1,26 giây là thời gian cần thiết để ánh sáng đi từ mặt trăng đến trái đất, 1 giờ có 60 phút, 1 ngày có 24 giờ và 1 năm có 365 ngày. Vũ trụ đã trải qua hơn 13,8 tỷ năm, bạn có thể nghĩ rằng tất cả điều này là đúng đắn, bởi chúng được tính theo kim đồng hồ. Tuy nhiên, Einstein, nhà vật lý học thiên tài đã tuyên bố thời gian là một khái niệm sai lầm. Điều này có nghĩa là thời gian chỉ tồn tại trên đồng hồ và lịch. Thời gian có tồn tại thực hay chỉ là một ảo tưởng chủ quan, nó có thể chậm lại hoặc dừng lại. Và có nơi nào mà thời gian không tồn tại hay không? Để hiểu những gì tiếp theo, chúng ta cần tìm hiểu làm sao các nhà khoa học tính được tuổi của vũ trụ. Bức xạ nền vũ trụ là tên gọi của những gì còn sót lại sau vụ nổ lớn. Đó là căn cứ để các nhà khoa học cho rằng vũ trụ đang giãn nở ngày càng nhanh và hiện tại có tuổi đời khoảng 13,8 tỷ năm. Nhưng trước vụ nổ lớn, thời gian có tồn tại hay không? Đó là câu hỏi khiến tất cả các nhà khoa học đều cảm thấy mơ hồ về câu trả lời. Vậy thời gian có điểm khởi đầu hay không? Bất cứ khái niệm phổ quát nào của thời gian cuối cùng cũng phải dựa trên chính sự phát triển của vũ trụ. Khi bạn nhìn vào vũ trụ, bạn đang thấy các sự kiện đã diễn ra trong quá khứ, bởi ánh sáng cần thời gian để đến với chúng ta. Trong thực tế, thậm chí việc quan sát đơn giản nhất cũng có thể giúp chúng ta hiểu về thời gian vũ trụ. Lấy ví dụ thực tế là bầu trời đêm tối. Nếu vũ trụ có một quá khứ vô hạn và vô biên, thì bầu trời đêm sẽ phải hoàn toàn sáng, do được lấp đầy ánh sáng từ vô số các vì sao trong vũ trụ, bởi vì những vì sao này đã luôn tồn tại và phát sáng. Qua quá trình lâu dài, ánh sáng sẽ lấp đầy vũ trụ. Nhưng trong thực tế, vũ trụ là một màn đêm tối tăm. Điều này chứng tỏ, ánh sáng chưa có đủ thời gian để lấp đầy vũ trụ, cũng có nghĩa là, thời gian của vũ trụ cũng chỉ mới khởi đầu. Đó cũng chính là căn cứ để các nhà khoa học cho rằng vũ trụ đang giãn nở, và ánh sáng không thể bắt kịp tốc độ giãn nở đó. Theo ước tính của các nhà khoa học thì vũ trụ có đường kính là 93 tỷ năm ánh sáng, trong khi chỉ chưa đầy 14 tỷ năm tuổi. Điều này cho thấy, không gian có thể giãn ra nhanh hơn 3,3 lần tốc độ ánh sáng, và vũ trụ sẽ mãi là đêm đen như chúng ta thấy ngày nay. Trong một thời gian dài, các nhà khoa học, kể cả Albert Einstein, nghĩ rằng vũ trụ là tĩnh lặng và vô hạn. Các quan sát sau này đã chỉ ra rằng, vũ trụ thực ra đang giãn nở, và thậm chí là đang giãn nở ngày càng nhanh hơn. Điều này có nghĩa là nó phải có nguồn gốc từ một trạng thái nhỏ gọn, mà chúng ta gọi là vụ nổ lớn Big Bang, ngụ ý rằng thời gian có điểm khởi đầu. Trong thực tế, nếu chúng ta quan sát ánh sáng có tuổi đời đủ cao, chúng ta thậm chí có thể nhìn thấy các bức xạ tàn dư từ vụ nổ lớn, gọi là bức xạ nền vũ trụ. Nhận thức này là bước đầu tiên để xác định tuổi của vũ trụ. Nhưng có một trở ngại, thuyết tương đối đặc biệt của Einstein chỉ ra rằng, thời gian là tương đối, nếu bạn di chuyển càng nhanh đến tôi, thời gian của bạn sẽ trôi qua chậm hơn tương đối với nhận thức của tôi về thời gian. Ví dụ, phi hành gia người Nga, Pat Anker, đã ở trong không gian vũ trụ 879 ngày quay xung quanh trái đất. Sau đó người ta đã nhận thấy chiếc đồng hồ để ở trong trạm không gian vũ trụ, và chiếc đồng hồ để ở trái đất được đặt cùng giờ, chênh nhau khoảng 0,02 giây. Nói cách khác, Pat Anker đã ở 0,02 giây trong tương lai, ông có thể được coi là một du khách thực sự trong thời gian. Do đó, trong vũ trụ, các thiên hà đang di chuyển xa nhau, các ngôi sao quay quanh nhau và các hành tinh đang tự quay quanh trục, thực nghiệm về thời gian cũng khác nhau, quá khứ, hiện tại và tương lai của mọi thứ là tương đối, không đồng nhất trong một dòng thời gian. Vậy liệu có một thời gian phổ quát mà tất cả chúng ta đều thừa nhận hay không? Bởi vì vũ trụ về bình diện là như nhau ở mọi nơi, và nhìn chung là giống nhau ở mọi hướng, nên có tồn tại một thời gian vũ trụ. Để đo được nó, tất cả những gì chúng ta phải làm là đo đạc các tính chất của bức xạ nền vũ trụ. Các nhà vũ trụ học đã dùng điều này để xác định tuổi của vũ trụ, và xác định rằng vũ trụ có khoảng 13,8 tỷ năm tuổi. Nhưng tại sao thời gian lại luôn luôn tiến tới, và có phải nó sẽ luôn luôn như vậy? Mũi tên thời gian. Nhìn vào tính chất cơ bản của không gian và thời gian, trong chiều của không gian, bạn có thể di chuyển tới hoặc lùi, tất cả mọi người đều trải nghiệm việc di chuyển này hàng ngày. Nhưng thời gian thì khác, nó có một chiều mà thôi, bạn luôn luôn phải đi tới, không bao giờ quay lại được. Vậy tại sao chiều thời gian lại không thể quay ngược? Đây là một vấn đề lớn chưa được giải quyết của vật lý. Để giải thích tại sao bản thân thời gian là không thể đảo ngược, một trong những khái niệm vật lý và cuộc sống là mọi thứ có xu hướng ngày càng lộn xộn khi thời gian trôi qua. Chúng ta mô tả điều này bằng tên gọi là entropy, tức là mọi thứ sẽ ngày càng mất trật tự và không thể đảo ngược quá trình.
Entropy là một cách khá tốt để giải thích mũi tên thời gian, và trong khi vũ trụ có vẻ như đang trở nên trật tự hơn, thì vũ trụ vẫn có thể có khả năng gia tăng sự rối loạn, bởi vì lực hấp dẫn liên quan đến các khối lượng lớn, có thể kéo vật chất vào trạng thái gần như trật tự mà chúng ta vẫn thấy, thì với sự gia tăng rối loạn mà chúng ta đang nghĩ phải xảy ra, bằng cách nào đó ẩn giấu trong trường hấp dẫn, do đó sự rối loạn có thể tăng lên, cho dù chúng ta không nhìn thấy được. Nhưng với xu hướng của tự nhiên thiên về sự rối loạn, tại sao vũ trụ lại bắt đầu từ trạng thái ổn định ban đầu? Điều này vẫn được xem là một bí ẩn. Một số nhà nghiên cứu cho rằng vụ nổ lớn có thể không phải là sự bắt đầu, mà trong thực tế có thể có các vũ trụ song song, nơi mà thời gian chạy theo các hướng khác nhau. Vậy thời gian có kết thúc hay không? Thời gian có điểm khởi đầu, nhưng liệu nó sẽ có kết thúc hay không, tùy thuộc vào bản chất của năng lượng tối đang khiến cho vũ trụ giãn nở ngày càng nhanh. Sự gia tăng của quá trình giãn nở này có thể cuối cùng sẽ xé toạc vũ trụ, buộc vũ trụ phải kết thúc bằng một vụ xé lớn, được các nhà khoa học gọi là Big Zip. Khả năng khác là năng lượng tối có thể phân rã, đảo ngược vũ trụ trở lại vụ nổ lớn, và vũ trụ kết thúc bằng một vụ có lớn, còn được gọi là Big Crunch. Hoặc vũ trụ đơn giản là sẽ giãn nở mãi mãi. Nhưng liệu những viễn cảnh này có kết thúc thời gian? Theo các định luật kỳ lạ của cơ học lượng tử, các hạt ngẫu nhiên nhỏ xíu có thể trong giây lát bật ra khỏi chân không, đó là một thứ gì đó nhìn thấy liên tục trong các thí nghiệm vật lý hạt. Một số cho rằng, năng lượng tối có thể khiến các thăng giáng lượng tử này tạo nên một vụ nổ lớn mới, kết thúc dòng thời gian của chúng ta và bắt đầu một dòng thời gian mới. Trong khi điều này là rất lý thuyết và không chắc chắn, thì thứ chúng ta biết hiện nay là, chỉ khi chúng ta hiểu được năng lượng tối, thì chúng ta sẽ biết được số phận của vũ trụ. Vậy kết quả sẽ là gì? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời.